Chào mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Bún trộn chay là một cái món ăn mà rất ngon, rất hấp dẫn mà lại còn rất là lạ miệng nữa. Và cái món bún trộn chay này dành cho những cụ mợ mà ăn chay, ăn kiêng, không cần làm nhiều món ăn mà chúng ta vẫn có một cái món ăn hấp dẫn mà lại còn ngon miệng nữa. Các cụ mợ không mất nhiều thời gian đâu ạ. Và để xem cái món bún trộn chay gồm có những nguyên liệu gì thì các cụ mợ cùng xem nhà cháu hướng dẫn ngày hôm nay với những thức nguyên liệu dành cho món bún trộn chay các cụ mợ nhé. Để làm được món bún trộn chay, đầu tiên chúng ta sẽ cần có bún dối cụ mợ nhá. Nhà cháu ngày hôm nay sử dụng cho một bát bún. Cụ mợ nào mà ăn khỏe thì dùng 300g, 250 đến 300g bún, mà cụ mợ nào mà ăn ít ý, thì chỉ cần 200g bún thôi. Bún dối chúng ta mua 200g bún về cho một suất cho một bát. Nếu như chúng ta có 4 người thì chúng ta sẽ dùng 800g đến một cân. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ cần có một quả dưa chuột các cụ mợ nhé. Ngày hôm nay nhà cháu sẽ làm cho khoảng độ 2 bát thôi. Chúng ta có cần một quả dưa chuột các cụ mợ nhé. Đấy. Chúng ta cần có một nửa cây xà lách xoăn. Đấy. Chúng ta chỉ cần nửa cây thôi. Nhưng mà ra chợ thì vẫn mua một cây, không ai bán nửa cây đâu. Chúng ta cứ mua một cây về. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cần có một mớ rau mùi. Một mớ húng bạc hà các cụ mợ nhé. Đấy. Chúng ta sẽ cần có một phần hai củ cà rốt nhỏ thôi. Chúng ta sẽ cần có 100g nấm đùi gà. Và chúng ta sẽ cần từ 2 cho đến 3 bìa đậu phụ các cụ mợ nhé. Cái này là cái thịt chay đấy, thịt cho món bún trộn chay của chúng ta đây. Và chúng ta sẽ cần có 100g giá sống. Các cụ mợ có thể trần hoặc để sống ăn cũng được cho nó mát. Đấy. Và ngoài ra thì bún trộn chay của chúng ta sẽ không thể thiếu được hành phi. Hành phi trong rất nhiều số nhà cháu đã hướng dẫn các cụ mợ làm hành phi rồi. Thế nên là chúng ta sẽ cần có một chút hành phi này. Một chút lạc rang giã dập này. Đấy. Và chúng ta sẽ cần có một chút xì dầu. Và chúng ta sẽ cần có một chút tương ớt ngọt các cụ mợ nhé. Cái tương ớt mà người ta đóng chai rồi ấy, chứ không phải là tương ớt để ăn phở đâu. Đấy. Những cái gia vị thông thường thì ở đây chúng ta sẽ cần có một chút đường này. Đường này. Một chút hạt nêm chay từ nấm, muối tinh. Và một chút hạt tiêu để tí nữa chúng ta xào nấm. Và ngoài ra chúng ta cần có giấm gạo và dầu ăn. Đấy là những nguyên liệu cần thiết cho món bún trộn chay mà nhà cháu đã gửi đến các cụ mợ sau đây. Bây giờ các cụ mợ cùng xem nhà cháu hướng dẫn các cụ mợ nhé. Đầu tiên thái dưa chuột, các cụ mợ cắt bỏ hai đầu cho cháu. Quả dưa chuột này các cụ mợ đừng bỏ vỏ nhé, để nguyên vỏ để cho ăn cho nó giòn. Đấy. Các cụ mợ bỏ ruột đi, cho cháu chỉ lấy phần cùi thôi. Hoặc là cụ mợ cũng có thể bổ đôi ra, xong rồi lấy cái thìa nạo ruột cũng được, làm kiểu gì cũng được. Nhưng mà đây, xong rồi chúng ta sẽ thái lát mỏng chéo như này. Vì cái này chúng ta không trộn với cái gì cả nên là chúng ta sẽ thái lát mỏng thôi nhé các cụ mợ nhé. Không cần phải thái lát dày đâu. Dài ra, dài sợi ra một tí để tí nữa trên cho bún trộn cho nó đẹp. Cà rốt chúng ta sẽ lấy một nửa củ này, chúng ta sẽ thái chỉ ra. Chỉ hoặc chân hương. Đấy, chúng ta sẽ để góc đĩa. Rồi giá thì các cụ mợ sơ chế sạch cho cháu nhé. Bốc một nắm về đây, cho vào đây để tí nữa cho làm rau cho bún trộn. Các cụ mợ có thể trần qua nhé, trần nhanh thôi ạ, không để cho nó không bị nát ý. Tức là trần nhanh, chỉ nước sôi cái bắt đầu các cụ mợ rúng vào xong vớt ra nước lạnh ngay, thế thôi. Không cần phải trần lâu đâu, hoặc để sống này ăn cũng mát mà. Đây, ba thành phần rau này của nó. Và chúng ta sẽ, bây giờ sau xong rau để cho bún trộn rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt các loại rau thơm và rau xà lách các cụ mợ nhé. Rau xà lách thì các cụ mợ lấy nhặt rửa sạch cho cháu. Đấy. Sau đó các cụ mợ cuộn vào, thái dối 1cm như này.
Rau bạc hà và rau mùi thì các cụ mợ nhặt rửa sạch để ráo cho cháu nhé. Và chúng ta sẽ thái rối 1cm như này nhé. Để tí nữa chúng ta làm cái rau để trộn rau thơm để trộn với bún ý. Ăn cho nó có thêm cái những cái sắc thái, những cái mùi thơm. Đấy. Rồi, chúng ta cũng sẽ để góc đĩa. Có cái số trước nhà cháu đã gửi đến các cụ mợ cái món bún bò trộn Nam Bộ rồi. Nếu mà cái món này và bún chay mà không gửi đến các cụ mợ thì quả là một thiếu sót. Cái món bún trộn chay này cũng rất là ngon mà lại ăn lại thanh đạm, lạ miệng nữa. Các cụ mợ ơi, đậu phụ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thái đậu phụ nhá. Các cụ mợ sẽ thái lát mỏng cho cháu này để tí nữa chúng ta rán vàng lên. Đấy. Dày khoảng 0,3-0,4cm thôi. Có các cụ mợ ơi, nấm đùi gà nhá. Các cụ mợ sẽ thái lát chéo cho cháu. Nếu mà cái nấm nó ngắn quá thì các cụ mợ cắt đôi ra xong là thái thẳng cũng được. Đây như này. Xong chúng ta sẽ thái thẳng. Đấy như này. Nó không phải là chân hương đâu nhưng mà cái sợi nó to to một tí. Rồi các cụ mợ ơi, nấm sau khi thái xong như này rồi nhá, các cụ mợ sẽ cho nhà cháu vào đây khoảng độ nửa thìa cà phê muối tinh nhá. Ta sẽ đảo đều nó lên. Để đây cho nó ngấm khoảng 10 phút. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rán đậu. Các cụ mợ đổ dầu vào cho cháu. Lượng dầu bằng 1/6 chảo thôi, thế này thôi. À, có nhiều người mà cũng comment hỏi là anh Hải, anh hay dùng dầu cho món ăn chay là dầu gì? Các cụ mợ có thể dùng dầu lạc, dầu vừng, dầu hướng dương đều được nhá. Các cụ mợ ơi, dầu nóng rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thả đậu và các cụ mợ rán vàng cho cháu nhá. Cái đậu chúng ta cắt mỏng như thế này, rán nó cũng rất là nhanh chín. Trong khi mà chờ đợi cho đậu vàng thì nhà cháu sẽ tiến hành pha cái nước sốt để tí nữa chúng ta sẽ ăn cùng với cả bún trộn nước cụ mỡ nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ cho đường, đầu tiên là đường. Các cụ mỡ sẽ dùng cho cháu một muôi thần thánh này này, 90g. Đấy, một muôi thần thánh 90g đường của cụ mỡ nhá. Đấy. Tiếp đó là chúng ta sẽ dùng 2 muôi nước các cụ mợ ơi, 2 muôi nước nhá. 2 muôi nước này. 1 này. 2 này, đấy, 2 muôi nước thôi. Một muôi xì dầu ngon các cụ mợ nhá, xì dầu hay còn gọi là nước tương đấy ạ. Các cụ mợ cho cháu một muôi khoảng độ 90g. Đấy. Tráng tráng cái bát để cho đỡ phí. Và chúng ta sẽ sử dụng một muôi giấm cụ mợ nhá. Nếu tí nữa giấm gạo ấy, nếu mà tí nữa chúng ta nếm mà nó chưa cái vị xì dầu mà nó hơi bị nhạt quá thì các cụ mợ có thể cho một chút muối tinh vào nhá. Đấy, một muôi giấm gạo. Tức là một xì dầu, một đường, một giấm và hai nước. Chúng ta sẽ hòa đều nó lên. À rồi, đậu đang vàng rồi các cụ mợ ơi. Đấy, khi mà đậu vàng các cụ mợ lật lại cho cháu cái xong là bắt đầu lật tí thì chúng ta sẽ vớt ra luôn. Các cụ mợ ơi, đậu bây giờ vàng rồi nhá, chúng ta sẽ vớt nó ra nhá các cụ mợ nhá. Đấy, đậu vàng như này này. Chúng ta vớt ra. Các cụ mợ có thể để nguyên cả miếng hoặc là cắt nhỏ nó ra cũng được nhé. À, cái món này mà cụ mợ nào muốn cho thêm, không muốn cho thêm hành à, các cụ mợ nào không ăn ngũ vị tân đi thì bỏ hành phi đi nhá. Các cụ mợ không cho hành phi mà chỉ để lạc rang thôi, không cho hành phi vào nữa. Và lạc thì cũng có thể là lạc rang giã dập hoặc các cụ mợ có thể là rang lạc với muối như để ăn cơm ý, để cả hạt cho vào cũng được, không sao. Đây nhá, chúng ta sẽ đảo lên nhá các cụ mợ nhá, đảo gạt lên gạt xuống tí cho nó tan nhanh. Các cụ mợ nếm thử cho nhà cháu nhá, xem vị nó vừa chưa. Chua mặn ngọt cân đối rồi đấy. Xong các cụ mợ có thích thì các cụ mợ cho thêm một chút ớt cay vào nhá. Nếu các cụ mợ nào không ăn được cay thì thôi bỏ qua, không cho phải cho ớt cay vào đây đâu. Đấy, một tí vào như này này. Đấy,
Sau bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt nóng chảo để chúng ta xào nấm. Nấm thì xào đơn giản thôi. Các cụ mợ để nóng chảo này, xong cho vào đây 2 thìa canh dầu ăn. Dầu nó nóng rồi nhá, cái nấm sau khi mà các cụ mợ rửa này vắt nó phải khô như này này. Đấy, chúng ta sẽ cho vào đây. Chúng ta đảo đều nó lên, xào cho nó chín tới luôn. Các cụ mợ xào to lửa tí nhá. Không phải cho gia vị gì vào đây đâu, tại vì là bản thân khi mà chúng ta lại lấy nước, lấy muối chúng ta bóp cái nấm này, nó cũng đã ngấm vị, nó đậm đậm một chút rồi đấy ạ. Xong khi chúng ta rửa thì nó cũng không nhạt được hết đâu ạ. Và nấm là một cái thực phẩm mà chín rất nhanh. Thế nên các cụ mợ chỉ xào cho cháu khoảng từ 3 cho đến 5 phút thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nấm ra luôn nhé các cụ mợ nhá. Cho nấm ra đĩa luôn, xong bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành là bày bún. Bây giờ chúng ta sẽ trộn xà lách với cả rau bạc hà với cả rau mùi vào này, cho vào đáy bát này. Đấy. Chỗ này cháu thái được 2 bát đấy, nên là bây giờ cháu chỉ bày một bát cho các cụ mợ xem trước nhá. Đấy. Xong bây giờ chúng ta sẽ cho bún vào này. 200g đến 250g tùy vào độ ăn khỏe ăn yếu các cụ mợ nhá. Đấy, tức là một nắm nắm đây là vừa, đấy thế thôi. Một nắm như thế thôi, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cho này, giá đỗ này. Vài cái giá đỗ lên trên, giá đỗ sống nhá các cụ mợ nhá. Nếu các cụ mợ trần thì các cụ mợ trần luôn nhá. Trần qua luôn. Đấy, một chút cà rốt, một chút dưa chuột hay còn gọi là dưa leo đấy ạ. Đây, một chút nấm này, nấm xào này. Đậu rán các cụ mợ nhá. Ngon lắm đấy ạ. Thật ra nói là đồ ăn chay, ăn kiêng nhưng mà nó cũng chả kém hấp gì hấp dẫn có món mặn đâu các cụ mợ. Đấy. Lạc rang nhá các cụ mợ nhá. Khoảng một thìa lạc rang giã dập. Nếu mà các cụ mợ nào mà không dùng lạc rang này thì chúng ta có thể dùng lạc rang cả nguyên cả hạt ấy. Lạc rang muối cũng được. Một chút hành phi. Cụ mợ nào không ăn ngũ vị tâm thì thôi nhá, không cho nhá. Không lại bảo anh Hải ơi món chay không có hành. Tùy vào trường phái, tùy vào tùy duyên đấy nhá. Để ăn có hành không có hành nhá. Đấy, cho tí rau lên nhìn cho nó xanh sinh động các cụ mợ. Bây giờ cháu sẽ bày đề co một chút ớt nhá. Một chút ớt chỉ lên trên này. Và một ngọn bạc hà nhá các cụ mợ nhá. Đấy. Bây giờ cho nước sốt. Nước trộn ở đây thì là nước trộn là chúng ta đã có ớt rồi nhá. Cụ mợ nào mà muốn ăn ngon thêm thì chúng ta sẽ cho một thìa canh tương ớt vào nhá. Tương ớt ngọt đấy ạ. Cho vào đây. Rồi ạ. Thế là nhà cháu đã hoàn thành xong món bún trộn chay. Và bây giờ đến tiết mục ăn thử. Cháu đã trộn riêng một bát như này này. Đấy, trộn đều các cụ mợ, trộn đều các loại rau lên nhá. Trộn đều các loại rau với bún lên. Ngon quá, để đây tí nữa ăn hết các cụ mợ. Bún ý, tất cả các loại rau nó tổng hòa vào đây. Nó ngấm đều sốt. Nó có cái nổi lên cái vị chua mặn ngọt cân đối của xì dầu, của giấm, của đường và hơi cay cay một chút của ớt. Đậu phụ rán thì lại ăn dai dai.
Nấm xào ăn giòn giòn, các loại rau cũng giòn và giữ đủ sắc thái, thơm đặc trưng của hành phi lạc giang và các loại rau gia vị. Đây chính là yêu cầu kỹ thuật của món bún trộn chay. Khi mà nhà cháu gửi đến các cụ mợ, nó phải đạt được những yêu cầu như vậy thì mới tạm gọi là thành công. Hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ thích clip này của nhà cháu. Nếu các cụ mợ ăn chay, ăn kiêng mà thích cái clip này của nhà cháu thì các cụ mợ đừng quên cho nhà cháu một tim và chia sẻ kênh cùng cháu vào bếp cho nhiều người ăn chay, ăn kiêng biết đến hơn nữa các cụ mợ nhé. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.